Hello tất cả anh em nha, và chào Monroe quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây. Và chào Monroe quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi đối với chân lý mùa 6.5 nào. Thì cái chọn anh em nha, mình xin phép làm mấy con đó chính là một là The Raven xạ thủ, còn hai là CV xạ thủ nha em ơi. Tại vì mà khi lúc đầu game mình lấy được một cái ấn xạ thủ này là mình chỉ có thể suy nghĩ tới được hai con đó thôi anh em ạ. Tại vì hai con đó đang là hai tướng 4 vàng mà carry đang khá là mạnh ở hiện tại luôn á. Và nó có thể cầm được cái ấn xạ thủ này nha. Còn những con tướng mà 4 vàng khác hoặc là 3 vàng khác á thì không có cầm được, cũng như là cầm nó không có hiệu quả hoặc là nó mạnh lắm đâu. Mình nghĩ là hai con mà mạnh nhất mà có thể cầm được cái ấn xạ thủ này mà hợp lý nhất á nha anh em ơi, chính là con CV hoặc là con The Raven. Thế nữa nó ra con nào sớm mo hoặc là nó ra con nào gọi là ít người chơi á anh em, mà mình không có bị giành đó thì mình sẽ ưu tiên mình làm đó nha. Giả bộ nó ra The Raven sớm nhưng mà bị người ta giành thì thật sự là mình cũng chuyển qua làm CV thôi, và ngược lại. Ok, thì nếu như mà anh nào muốn mình làm gì hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một thôi. Thì cái chọn này nó ra cho mình hai cái lỗi phải gọi là khá là hay ho luôn á anh em. Một cái là ấn xạ thủ, một cái là tiên tri nha. Cái tiên tri này hồi trước á là mình cũng không biết là nó có lỗi bạch kim đâu, nhưng mà sau một lần mình gọi là sai lầm á thì anh em cũng đã chỉ ra rồi. Thì cái này nó có một cái bạch kim và một cái vàng nha, không có lỗi bạc nha anh em ơi. Cái lỗi vàng á thì nó sẽ cho anh em biết trước thằng nào mà đang gặp ở trận tiếp theo, và nó cho anh em một cái lốc, đó chính là lốc thường nha. Còn nếu như mà anh em lấy được cái lõi mà tiên tri bạch kim á thì nó sẽ cho anh em một cái lốc gọi là lốc ánh sáng, lốc cực kỳ lâu luôn, gần 10 giây, có thể là từ đầu game đến tận cuối game luôn á. Thật sự anh em chỉ cần lốc chúng mấy con carry hoặc là chúng mấy con tanker thì nó sẽ lốc từ cái lúc mà combat tới lúc mà combat xong luôn. Anh em cứ thử đi. Ok, đồ khá là đẹp luôn nha. Đồ này để cho CV cầm cũng được, mà cho The Raven cầm cũng được. Nhưng mà mình chết sơ qua thì thật sự là trận này hang đó là người giành hết đó. Không có con nào mà không người giành đâu anh em à. Đó là tướng hot meta mà, người ta chơi để người ta leo răng thì thật sự là mình muốn chơi nó cũng hơi khó đó. Mọi người nào mà xem tới hay á, hãy đừng quên để lại cho mình một like nè, đăng ký kênh nè, cũng như bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình lên trên kênh hàng ngày nha. Thật sự là mình đã đăng rất là nhiều video về meta nè, thử thách nè, cũng như là đồ dị ha. Úi rồi, tại vì cái ấn xạ thủ đi á, anh em cần phải là con tướng nào mà đánh xa, càng xa là càng tốt thì nó mới mạnh được. Thanh lịch, úi rồi, VIP luôn anh em à. Thì chắc mọi người cũng đã biết cái nội tại của The Raven VIP là gì rồi đúng không? Đó chính là nó sẽ bỏ qua giáp và cũng như là tăng tầm đánh là tới mức tối đa luôn. Là chỉ cần cho nó là VIP thôi là nó sẽ không cần lắp đại bác luôn anh em à. Là nó bắn từ cái góc mà nó đứng tới cái góc xa nhất của map luôn nha, tối đa tầm đánh luôn nha. Giả bộ cho dù anh em lắp 3, 4 hoặc là 5 cái đại bác á thì vẫn không bằng được con The Raven VIP nha mọi người. Tại vì nó tăng là tối đa tầm đánh luôn rồi, rất là ảo luôn. Nó đứng yên nó bắn luôn mà. Mà cái xạ thủ này chắc mọi người đọc nội tại thì đã biết rồi ha. Cái khoảng cách càng xa á thì xạ thủ nó gây càng được nhiều đam. À, cái xạ thủ này, cái ấn xạ thủ nha, thì một cái nội tại nhỏ nhỏ cho mọi người mà chưa biết, thì con nào cầm ấn xạ thủ thì nó sẽ tăng được một cái ô tầm đánh nha. Cho dù đó là con đánh gần mà không có lắp đại bác như là Warwick, nè, Leona hay là Brom, không cần lắp đại bác nha. Chỉ cần lắp con cái xạ thủ này vào thì nó sẽ tự động là tăng thêm một ô tầm đánh nha mọi người. Đây là một cái nội tại tương tác thì khá là đặc biệt, nếu mà cho nên là chưa biết á. Thì tất cả thông tin mà mình đưa ra thì không phải lúc nào nó cũng chính xác, cũng như là nó chuẩn hoàn toàn cả. Nên mọi người có thể góp ý ở phía dưới phần bình luận để mình có thể đọc được và sửa đổi hơn ở trong những cái video sau. Tại vì có những cái gọi là thông tin mà mình đưa ra sai thì cũng có nhiều anh em góp ý rồi, và mình cũng đã nhận thấy là mình sai thì mình sửa liền. Đấy, mà mọi người góp ý gì là ổn rồi. Đấy, nó quăng cho. Hiện tại là mình cũng đã kích được 3 thanh lịch rồi hả? Với Leona, The Raven và con Syndra. Nên The Raven hiện tại của mình đang khá là chiến đó. Vừa là xạ thủ nè, vừa là thanh lịch nè, vừa là VIP luôn. Mỗi con thanh lịch mà VIP á, thì nó sẽ có một cái nội tại khác nhau. Và hiện tại thì mình thấy là con này nó cũng carry được cả đây mà. Brian cũng có meta nè, nhưng mà hơi yếu thôi. Tại vì nó là tướng một vàng. Tài Lon chắc chắn là đang hot meta luôn. Mà mình sẽ làm một cái meta riêng mà nó và gửi tới cho tất cả mọi người sau. Còn con Syndra là mình có làm rồi nha. The Raven thì mình cũng đang làm anh em à. Còn con Leona là tanker mà. Và Jerry là tướng nam vàng. Không mà lấy à. Thôi mình xin rồi. Ui. Jerry thanh lịch nam vàng. Vải trưởng cầm kiếm bếp luôn. Ngon như này mà không lấy thì. Mình xin rồi đó.
đồ The Raven của mình đang khá là đẹp luôn. Tại vì con The Raven này khi mà VIP đúng không thì anh em sẽ được chấp thêm hai đồ luôn á. Thứ nhất là anh em không cần lắp cung xanh, thứ hai anh em không cần lắp đại bác. Đó là như anh em được thêm hai đồ vậy đó. Nên mọi người chỉ cần lắp cho nó những cái món đồ mà tăng đam hoặc là tăng hồi phục, hút máu các kiểu hoặc là chí mạng là đẹp nhất rồi nha. Khi mà anh em cầm cái lõi tiên tri này nè thì những cái đau đầu anh em đừng có nhìn vào cái thằng nào mà mình sắp gặp, tại vì nó sẽ biết đó. Nó sẽ biết đó nha anh em ơi. Anh em cứ xem hết một lượt đi. Cứ xem hết một lượt từ trên xuống dưới. Đó. Xong rồi đến những giây cuối cùng thì anh em chết cái thằng nào mà anh em sắp gặp tiếp theo thì nó sẽ đỡ bị lộ hơn rất là nhiều. Chứ cái trận nào hoặc là cái round nào mà anh em cứ chết nó đầu tiên thì nó nhìn là nó biết rồi. Nó nhìn là nó biết rồi đi mà, chứ không có cần chết gì nữa đâu, nó thiệt với anh em luôn. Cái tiên tri này nó nói chung là nó cũng có lúc ngon mà nó cũng có lúc dở. Nếu mà chơi ngộ binh thì mình nghĩ là ngon đó. Tại mình biết gặp ai mà xếp đồ hình chuẩn nhất cho thua, ok nhất là ok rồi. Khu đồ thì vương miền xạ thủ, úi rồi vãi trưởng nhờ. Lúc đầu kia nó ra cho mình một con xạ thủ rồi, giờ ra thêm hai cái ót xạ thủ nữa. Mình đang có là 6 xạ thủ, 4 thách đấu, 3 thanh địch ở ngay level 8 mọi người ạ. Ở ngay level 8 nha. Đội hình mắc binh thật sự luôn á. Bởi vì hình kết hợp với kem mỹ lệ là vừa kích được thách đấu và vừa kích được máy móc luôn. Hợp lý quá. Và vừa kích được xạ thủ luôn chứ, 3 búp luôn mà. Này mọi người cứ chết từ từ thôi. Nói chung là cái ấn này nó ra lúc đầu game thì ngon, chứ ra lúc cuối game thì nghĩ nó không có ngon lắm nha mọi người. Tại vì lúc cuối game thì nó còn tầm 4-5 người là mình biết, gọi là nó tính xác suất giúp mình luôn rồi, là mình biết là mình sẽ gặp ai luôn rồi, chứ còn gì nhiều. Ui hôm nay The Raven 2 mất tiêu rồi. Top 3 mà cầm The Raven 2 khó nhờ. Ui hôm nay còn lấy ấn thanh lịch nữa chứ. Trò này không biết lên được The Raven 3 không ta. Mình đang khá là ngại làm những cái content riêng và những con như là The Raven, CV hoặc là những con mà tướng 4 vàng đang hot như là Iria và Renata á. Tại vì không thể nào mà lên được 3 sao nổi luôn á, thật. Chọn nào cũng có người chơi. Ít thì một người, mà nhiều quá thì hai người, ba người các kiểu. Một ông thì The Raven 2 rồi nè, còn ông top 2 á thì lấy hai ấn thanh lịch. Chơi với đội hình thanh lịch thì anh em nghĩ biết rồi đó, chắc chắn là không thể nào mà ra CV hoặc là lộn. Không thể nào mà ra The Raven mà ổng không biết đòi. Mà The Raven thì ui ông này chơi thách đấu hó kỹ mà còn biết thăm The Raven nữa hả? Tướng 4 vàng thì chắc mọi người cũng đã biết rồi ha. Nó sẽ có tổng là 12 con. Một tướng muốn lên được 3 sao thì phải là 9 con. Trận này mình mà không có Nerco thì thật sự là không thể nào mà lên được The Raven 3 luôn. Trừ khi mà mấy ông kia cũng đi bớt đi thì mình mới lên được nha. Jerry này là vừa là thanh lịch vừa là xạ thủ luôn ha mọi người, nên hiện tại nó đang khá là mạnh đó. Đang có là 6 xạ thủ mà sao mà đỡ được. Ủa tài lon ba kìa, nhất cái nách chưa. Đồ đam của mình đang khá là nhiều luôn với 4 món đồ đam. Jerry 2 món, The Raven 2 món và 3 con xạ thủ. Holy shit thiệt. Má rồi không ra một con The Raven nào luôn á mọi người. Sao chơi trời. Cuối cùng cũng ra được một con The Raven anh em à. Rồi phải gọi là 2-3 round liên tục luôn á. Round nào cũng là mười mấy 20 vàng mà cuối cùng cũng lên được con rồi đó. Còn thiếu một con là được 2 sao đếp máu tạm đi ha. Nhưng mà mình muốn lên được 2 sao á hoặc là 3 sao đấy nha, là mình phải là rớt ít nhất 2 cái Nerco. Hoặc là đợi những cái ông nào mà giành The Raven của mình đó là ông phải đi bớt đi thì mình mới lên được, chứ không là khó lên lắm mọi người ơi. Được cái là mình lấy hệ tiên tri nè, mình biết được cái ông này mà mình gấp sắp
sắp gặp á, ổ map. Ba cái lõi trận này là một cái lõi bạch kim và hai cái lõi vàng á. Sần sò phết. Ở bữa giờ gọi là rất là lâu rồi. Chắc là cũng từ đầu mùa đến tận bây giờ rồi anh em à, từ đầu mùa 6.5 á nha. Là mình cũng chưa gặp cái trận nào mà ba lõi bạch kim cả. Hay là hiếm luôn á. Thật sự cái trận nào mà gặp được ba lõi bạch kim thì chắc là phải chơi trăm trận gặp được một trận á. Mình nhớ cái lúc mà hồi mùa 6 nó mới ra ấy nha, mà hồi ở bên server BBE á, mà nó thiệt với anh em á, gặp ba lõi bạch kim nó còn dễ hơn đi chợ nữa. Tại vì lúc đó Riot cho người ta test gọi là thoải mái về cái lõi mới cũng như là cái cơ chế mới á, nên không có fix mấy cái lõi bạch kim lại nên mà nên gặp liên tục luôn, chơi rất là sướng. Bây giờ thì cân bằng lại rồi, bạch kim nhiều quá thì người ta chán, cho người ta test từ từ thôi. The Raven nè, trong này đi sớm nữa là được anh em ơi. Đi sớm đi bạn ơi, trận The Raven 2 sao luôn mà, 4 con luôn. Với lại ông thần khi chơi hót kỹ mà còn bích thăm The Raven, éo hiểu, bỏ mẹ đi. Ống máy móc nè, ống đấu sĩ, ống thách đấu nè, với lại đồ còn đồ tăng không à. Với lại là mình cũng đang cần đồ tăng mà anh em. Đồ đen thì mình có nhiều quá. Rồi móc thách đấu luôn. Mình đang tính làm cái đội hình mắc binh là 6 xạ thủ với lại là 6 thách đấu anh em à. Móc cả thách đấu rồi thì lấy là một thêm một cái lốc đi. Hai lốc. Có cái hệ tiên tri này mà, biết trước là gặp ai lốc mẻ lên hơn hai thằng. Khi mà em có quá nhiều lốc á thì em sẽ ưu tiên lốc mấy tăng cơ trước. Kiểu như là hồi trước mình làm một cái video mình nhớ không nhầm là 7 hay là 8 cái lốc rồi đó mà kết hợp đi chung với 4 cảnh binh. Hài lắm mọi người à. Mình lốc gọi là nguyên tem luôn, nguyên tem lên luôn á mà không còn ai đánh. Lốc lên hết luôn đâu ai đánh được đâu. Hài. Mọi người đã xem ở trên cơm mình đó. Cơm mình thì đăng rất là nhiều vít về meta đồ gì thử thách luôn rồi. Meta thì mình cập nhật hàng ngày nha, và mình cập nhật theo phiên bản mới nhất, hot nhất nha. Những cái bài mà mình gửi tới anh em là đều leo răng được, và mình sẽ có cái mình hướng dẫn cơ bản nhất để cho mọi người nào mà chưa biết về những cái bài meta đó thì sẽ biết cách chơi cũng như là chơi như thế nào cho nó hiệu quả nha. Mày không hiểu sao mà chơi The Raven thách đấu thì cũng có cây mỹ lệ, cũng có cây xa, mà cây xa mạnh hơn đó. Tí nữa bạn roll đường cây xa thì nhớ bỏ ra The Raven cho mình nha. Cây xa mạnh hơn The Raven mà anh em, khổ ghê, mình còn chưa lên được The Raven 2 nữa. Đấy. Cái lỗ này lợi thế đó, biết trước là gặp ai đó. Giành The Raven 2 con của tôi đúng không? Tôi cho đi luôn. Tàu Wick 3 sao thách đấu nè, tàu Wick nè, cho đi luôn. Rồi, ông nào giúp tôi thêm trận ở đi. 11 máu nè. 11 máu này mọi người. Ông nào giúp mình thêm trận nữa là mình tiễn ông đi coi. Mình roll The Raven coi. Cái này rớt cái Nico là ngon. Không ra một con là thấy hơi khoai đấy. Nico nào. Như bòi. Cái trận này Jerry đồ ảo ma là về đà quá. Hơn 100 vàng nè. Ủa ông kia The Raven 2 trước mình luôn. Các bạn làm gì sao được. Mình còn chưa lên được The Raven 2 nè. Riot. Công bằng ở đâu. Đậu mí. Đây rồi. Ai su. Chơi game phải khóc một tí anh em ơi nó mới lên được. Không là không nó không cho lên đâu.
Đó, mình mà bích gì hình chắc gì hình ba luôn quá. Thì có chơi bích gì hình chắc gì hình ba luôn quá. Ui ông kia đi rồi, ông kia đi rồi nãy sơ. Ông Draven kia đi rồi. Giờ chỉ còn lại là nhân phẩm nữa nè. Từ nhưng mà mình thấy cái ông kia chơi thanh lịch luôn á mọi người. Roll nốt nè, mình phải roll trước khi người ta roll được. Đây một con. Mình phải roll trước khi người ta roll ra được nha. Mình phải giành trước, chứ mình mà để yên là không ổn. No. Sao tướng khác ra nhiều dữ vậy trời. Đây, ông này thanh lịch nè, nhưng mà hơi là ông chơi kiểu mà Talon carry và đi chung với sát thủ nên nó không có giành Draven của mình. Ngon, tuyệt vời. Đây, nó bắn. Talon 3 nè, Cinderella nè, Khajiit nè, Nocturne nè, U1 quăng, Leona nè. Ôi, sướng thiệt cái chưa, 6 xạ thủ, thách đấu các kiểu, hơn 10.000 đam mỗi round. Sắp end game rồi mà Draven chưa ba ta. Mình chắc chắn là phải fix máu rồi đó. 5 con. Mình phải chấp vài round để mình roll tiếp rồi đó mọi người. Đậu mí. Cái nên chấp luôn ông ta. Ông này còn 34 máu à. Thôi một round nữa đi em ơi. Ông này Leona sắp 3 luôn rồi. Với lại là cái ông này mạnh mà. Mình mà thắng thì chắc cũng không thắng thắng đậm đâu. Ủa đồ ra mình nó quăng kìa. Ôi quăng thiệt chứ. Mệt mỏi luôn á. Mệt mỏi quá đồ ra mình này luôn á. Hình như cái ông kia gặp mình thua luôn rồi. Ông kia gặp mình thua luôn rồi mọi người. Yari 2 nè. Ok, chấp vài round nha. Mình còn nhiều máu mà. Còn tận là 81 máu. Nếu như mà ở những cái rau 6.5 như thế này thì mình có thể fit được tầm 3 trận á. Tại vì nó trừ máu ghê lắm nha. Trừ máu ghê lắm chứ không phải như lúc đầu game đâu. Mà dù một trận trừ ít nhất là phải là 20 máu. Fit được tầm 3 trận NM. Còn fit mà tầm 4 trận mà fit ngu là đi luôn á chứ không phải đùa. Chấm hỏi gì bạn, cho bạn thắng đó bạn cứ chấm hỏi thôi. Thêm một round nữa nha anh em ơi, tới ra quá rồi roll luôn. Tới ra quá mình tích được thêm một đống tiền nữa mình roll luôn. Còn 3 con nữa nè. Nhân phẩm một tí thôi là ra. À, chưa bao giờ mà thấy roll tướng 4 vạn khổ vậy. Tại vì lúc đầu game mà người ta giành á, nó mình cũng không roll sớm được á mọi người. Mà anh thấy công nhận Draven này đi chung với xạ thủ nó mạnh bái cháy không? Bái cháy thiệt. Ây da, fit 2 round thôi, fit có 2 round thôi, bay mẹ 40 máu, 41 máu. Này fit tầm 3 round là tới đát rồi. Tại vì fit là fit thua luôn á chứ đâu phải là fit kiểu như là thua mà giữ chừng đâu. Tại vì thua giữ chừng nó có rất là nhiều biến cố, kiểu như mình thắng rồi sao. Thắng thì cút luôn. Nó phải bỏ cái đồ hình yếu nhất vào. We'll be right back.
Ôi Neko, chờ đổ anh em ơi, chờ đổ rồi. Neko nè, cái này mình Neko mà không lên nữa thì thôi, chơi game nhái, bỏ game luôn. Hai con nữa, come on. Nó vừa roam mà roam cái tay luôn á mọi người. Một con nè, một con nữa, một con nữa, một con nữa, một con nữa. Ờ, không ra hả? Ờ, thêm rau nữa, thêm một rau nữa. Ai da, ai da, có Neko mà run khoai thích nhỏ. Mí đi chứ. Game này chứ. Bỏ game quá anh em. Có Neko mà run còn khoai vậy á. Bùi máu vẫn được một rau nữa, vẫn được thêm một rau nữa. Đây, rau cuối cùng rồi nha, cái này mà không lên được thì thôi. Phải lên nha. Really? Oh shit. Phải bay mất tướng rồi em ơi. Đây rồi, đây rồi. Bạn kiếm lạng Zin. Ồ, có biết Fortune. Đỡ quá. Tưởng phải kiếm lạng Zin là nó mới mệt là hơn là ra được biết Fortune vẫn đủ sống xạ thủ. Hi là được Draven 3 rồi. Ngon. Còn nó đáp rìu anh em ơi. Con này, có đáp rìu nè. Ủa, Leona 3 1 đáp, Eco 1 đáp, Talon 1 đáp, Khajiit 1 đáp, Tawit 1 đáp. Ok và GG tất cả anh em nha, tạm biệt em, hẹn lần sau hãy chắc rằng nhớ like và stay ủng hộ cho mình nha. Bye bye.